Em chào anh ạ. Anh đến công ty có việc gì không ạ? Mình là dân ở bản Thiết An Cang mà. Nay mình vào hỏi giám đốc cấp biển cho bản mình có được không ạ? Vâng, anh có lịch hẹn trước chưa ạ? Mình chưa. Vâng ạ, anh đợi em một chút để em hiện vào phòng tổ chức hành chính đã. Alo, chị Thu ạ? Vâng, chị có người dân đến xin liên hệ làm việc. Em chưa hẹn trước với ai. Cho vào phòng tổ chức hành chính gì. Phát điện trực thuộc tập đoàn, không có chức năng là bán điện trực tiếp cho các hộ dân. Vâng. Cái này cũng là đề nghị anh lên công ty điện lực Than Uyên. Thì trên đó công ty điện lực Than Uyên sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cái thủ tục để cấp điện cho bà con sinh hoạt. Xin cảm ơn anh.